Hello, con la gracia, chico, y de... Ok. Quê đường còn xa lắm. Đường còn rất là xa. Đây chúng ta sang Importer Survival. Tên em chúng ta sẽ ui anh em nói cả đầu ui ôi khó đấy khi các thanh niên mà ném ném thẳng là mình bị dễ trái nha. Video còn 4 người nữa. Đây rồi, đây rồi. Ôi đây, 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 đây. Ảo thật. Đấy. Cái con này đến đây đây nào. Dễ game này nó dễ hơi chậm. Ui rồi ôi chịu đi nói lên thì tài thanh niên trên con này yeah con này chắc bị mình thịt nơi đấy đi khép góc. Ôi giời ơi. Rồi xem bà mới. Ôi, ui. Cái này. Đây cái này sẽ. Mồm to đấy. Bắt đi. Bắt đi con này, con nữa này. Đôi. Wow, cắn còn trượt này. Chúng ta chơi Survival 456. Oh, sợ kìa. Cái màn này rất là dễ. Bingo.
Nè, yeah, thắng rồi. Này, mấy 7 ngày là mình mở khóa được cái nhân vật này này. Kéo co. Rồi. Ui dồi, Luffy. À, thanh niên này có cái chiêu tay dài. Đấy. Tay cao su đấy. Chiêu gì đây? Đây này. Hay quá, hay quá. Gomu, gomu. Ừ, có vẻ chiêu giống nhỉ. Gumu gumu. Đấy, đấy, đấy. Được, được, game này hay. Các siêu anh hùng của chúng ta đều có những cái chiêu giống khác nhau. Úi dồi, đấm luôn, đấm luôn. Bữa mồm luôn. Rồi, game này dễ nhỉ? Rồi. Sẽ chiến đấu với zombie vậy. Có zombie đâu? Ôi, cao quá chết luôn. Scary teacher. Oh yeah. Tự nhiên lé. Mà này, lần này mình chơi đi chơi lại vài chục lần rồi đấy. Chơi này. Chúng ta sẽ cần cái gấp lửa này. Cần cái gấp than nhầm. Chim chim. Cái chai gì đây? Chai sơn. Xẻng này. Thiếu, 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 thiếu. Chúng ta tạm thời để cái đầu ở đây. Đấy, cầm cái này cho nó đẹp.
bà cháu được rồi. Ủa, đi qua mà không biết, đi qua mà không bắt mình luôn. Chúng ta sẽ sơn, sơn cái này này, cho cái mắt vào, cho cái mũi vào, cho cái mũi vào. Tên 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 tên. Ui, không treo được rồi. Đến bên kết rồi đấy. Gotta make good on my promise. Punch time. Này chơi stick man school. Để chúng ta vào game rồi. Vừa test thầy giáo. Thầy giáo lại sợ chuột. Ô, cái bàn này. Treo ra cửa sổ. Chúng ta sẽ thử bằng bom. À. Còn mông thầy nữa nè. À, mông cảnh sát. Phát rồi nè. Chúng ta chơi game Golden Bear. Chế độ speed game. Để mỗi người đang đi, mình sẽ đi. Đợi thôi. Green line. Red line. Green line. Red line. Bắn green line. Green line. Red line. Green line. Red line. Poppy playtime. Okay. Túi lắm ghê mày, túi. Thank you.
Chuẩn 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 chuẩn. What? Buổi tối thế này. Cái này chơi thôi. Chỗ này có cái update hôm trước mình có tải về rồi nhưng mà chả thấy gì, không thấy nhân vật mới. Này, loa hơi to. Đây là trong cái công viên, công viên thời tiên sử. Minecraft. Ok, và khi em ơi. Đấy, vào đây trang bị luôn khẩu súng luôn. Bên trong này mới là zombie trong này. Tiếng nó hơi bé nhỉ. Ủa chắc đấy. Ok này. Đây hàng bên kia. Tên tên. Ui đồ đông quá. Ok nha. Đào cái hố sâu nữa mà.
sâu vào trong này rơi xuống luôn. Ok nhé. Rồi đây chết hết luôn rồi. Quái vật nữa. Squid spawn. Thấy Squid đâu? Bị mình lừa rồi. Bộ game này chơi mục đích là cái gì đây? Chơi solitaire rồi. Lấy vô tạm. Rồi có màn cái con mắt này nhìn trông hút đấy. Ôi trời ơi. Con sống à. Con mắt này nó trắng rồi, nó đỏ rồi. Gì ta vậy? Lại nha. Ui. Đó, vẫn không được à, cố lên lần này sẽ được. Qua lần này. Ôi dồi. Vẫn không được. Sao qua được bàn này đây? Ủa cái gì đây? Yeah. Sống sót rồi, sống sót rồi. Bom các bạn. Ui 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 ui. Đợi cái này là xong đi. Game này căng đấy, khó phết đấy. Chúng ta chưa xin cho từng. Chị ông vàng này nè. So găng luôn. Beat boy. Ôi trời đổ mấy cái thanh niên này. Cúi cúi này. Đây. Ui, sao xem. Ui, thôi đấm thế bể răng luôn.
Giáp này. Tăng giáp này. Con này nó có cái chiêu gì này? Ui. Đi mãi mãi rồi. Chiêu này chiêu gì? Sóng âm, sóng âm. Con này con sát thương này nhưng máu giấy lắm. Đây, đây. Nhìn kìa. Ui giời, cộng 6 đam này. Ý, ui, con bét này nó giật kinh thế. Cho xe ra cùng chiêu cuối. Ừ.